Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu. Một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà, này bà, sao bà khóc? Bà thưa, người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà, này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói, thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi. Biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu gọi bà Maria, bà quay lại và nói bằng tiếng Hy-pri, Rabuni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo, thôi đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ, thầy lên cùng Cha của thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ, tôi đã thấy Chúa, và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Hôm nay thì tôi tại sao và nơi đâu mà không nhận ra Chúa là thầy yêu quý của mình. Và sống với Chúa một thời gian lâu và yêu mến Chúa hết lòng hết sức, nhưng trong tâm trí bạn chỉ có Chúa Giêsu mà thôi, không có gì khác nữa. Có thể nói rằng hình ảnh Chúa Giêsu luôn ám ảnh đầu óc bạn. Thế giờ tại sao gặp Chúa Giêsu mà không nhận ra người? Vừa nghe Chúa nói mà cũng không thấy tiếng quen thuộc như ngày xưa. Tôi xin phép đề nghị cách giải thích. Thứ nhất, lý do của nơi bà Maria khi mà không muốn gặp Chúa phụ sinh mà chỉ nghĩ tới thi hài của thầy mình, một đấng đã chết. Có thể thôi, nên bà bằng mọi cách và phải gặp được thi hài của Chúa Giêsu đem người về, thì có thể thôi. Bà không nghĩ tới và cũng không muốn gặp một đấng đã sống lại, mà chỉ gặp đấng đã chết. Và vì thế mà không nhận ra Chúa phục sinh, không gặp được Chúa phục sinh. Ở đây có một bài học làm chúng ta suy nghĩ. Nhiều khi chúng ta nghĩ đến Chúa thế này, tưởng Chúa thế kia, do óc đặt lạc của chúng ta, do quan niệm của mình hẹp hòi không hiểu biết, mà nghĩ Chúa, quan niệm Chúa như vậy, chúng ta không gặp được Chúa. Chúng ta tạo cho mình một Chúa Giêsu không phải Chúa Giêsu của Kinh Thánh, không phải Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu có những lúc là vừa tầm với mình để mình đến nghĩ tới để được Chúa Giêsu của mình, nên là chúng ta không cuộc không. Mình tưởng ta gặp Chúa mà không gặp Chúa. Trên cần không đến, cần phải học.
học hỏi, tìm hiểu, tư tưởng những gì mình nhất đã là đúng đó. Thứ hai phải đọc tin rồi, đọc tin thắng để biết. Và cuối cùng phải cầu nguyện, cầu nguyện cho tới lúc mà chính Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta thấy người là ai, lúc đó chúng ta mới biết Chúa Giêsu thực sự là thế nào. Tôi nhận thật chuyện này, bởi có nhiều lần chúng ta đi cầu nguyện mà không gặp Chúa, có ý là nghĩ Chúa thế này thế kia, không đúng, không đúng về Chúa, không đúng với tin Chúa. Đó là lý do thứ nhất là sơn và Maria Magdalena không nhận ra Chúa phục sự. Nhưng cái đó chỉ là phục thủ thôi. Cái lý do thứ hai chính yếu và quan trọng hơn là Chúa phục sinh bây giờ không ở trong lãnh vực trần thế của con người nữa. Chúng bước sang một lãnh vực khác hoàn toàn. Chúng ta tạm gọi là lãnh vực thượng giới. Mình ở hạ giới, mình không thể vươn tới nhận ra những gì thuộc thượng giới. Chúa Giêsu đi vào thế giới của Thiên Chúa rồi. Nhưng cũng là Chúa Giêsu đó mà bà Maria cũng như các môn đệ không ai nhận ra Chúa. Không nên nhận Chúa, mặc dù đã từng ở với Chúa, quen Chúa lắm rồi, giọng nói của Chúa và con người của Chúa mình thoáng qua thì thấy được, từ chỉ thoáng qua được. Nhưng mà bây giờ không nhận ra, không ai nhận ra Chúa phục sinh. Bởi vì người ta quên rằng Chúa phục sinh đã đi vào một lãnh vực hoàn toàn khác. Nhưng sự theo tự nhiên như trước đây thì không bao giờ gặp được Chúa phục sinh. Chỉ có đức tin mới giúp chúng ta gặp được Chúa phục sinh. Đức tin đưa chúng ta ra khỏi cái lãnh vực tự nhiên thường tình này để đi vào lãnh vực của Thiên Chúa, đi vào thượng giới. Giờ bây giờ chúng ta hiểu đức tin nó quan trọng thế nào, và tùy cái mức độ đức tin của mỗi người mà chúng ta gặp được nhiều khi. Đó là vấn đề thứ nhất. Nhưng bây giờ như số nghề thứ hai tôi cho rằng quan trọng hơn nữa là cuối cùng là Maria đã được gặp Chúa, thấy Chúa. Tại sao vậy? Bởi vì mình bà có lòng yêu mến Chúa, yêu mến đồng nhiệt, yêu mến tận tình tận lực. Tình yêu đó đã tỏ ra ngay lúc Chúa Giêsu còn sống và đi theo Chúa một thời gian, theo Chúa đến chân dưới chân thập giá và chứng kiến hết tất cả cuộc đời của Chúa. Rồi mà sáng sớm trở ra để mà đem thờ sức và thi hài của Chúa không phải Chúa. Đầu óc của Hà có thể là luôn luôn nghĩ tới Chúa rồi, cho nên đọc thiên thần và coi như không có giá trị gì hết cả. Thiên thần sáng láng rồi đó, và cũng không có quan trọng gì cả. Vì vậy chỉ nghĩ tới Chúa Giêsu mà thôi. Còn bà khao khát Chúa, là cái câu hỏi của các thiên thần, tại sao bà khóc, đang làm cho bà thổn thức và yêu mến Chúa hơn nữa. Rồi Chúa Giêsu phục sinh hỏi, này mà sao bà khóc và tìm ai, lại gơ thì không giận cho bà yêu mến của bà hơn nữa. Cuối cùng thì phải nói rằng Chúa phục sinh không chịu được nữa bởi vì tình mến của nó đang đặt ra dâng trào lên rồi lên Chúa. Phải nói là Chúa buộc phải bỏ mình ra cho bà. Khi Chúa gọi tên bà, gọi tên bà Maria, có nghĩa là đi vào trong cái cảnh vực thân thương sâu xa và riêng tư nhất giữa hai người yêu nhau.
và lập tức trong cái lúc yêu thương yêu mến đó và nhận ra Chúa Giêsu, thánh Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, Chúa Phục Sinh là ai? Thưa là đấng đã yêu yêu mến chúng ta hết mình hết sức, không thể yêu hơn được nữa. Người đã chết vì chúng ta, chịu trăm ngàn khổ cực vì chúng ta, và người sống lại cũng vì chúng ta nữa. Đó là đấng đầy tràn tình yêu, đầy tràn tình yêu, và vì thế bất cứ những ai có lòng đối với Chúa, bất cứ ai có tình với Chúa, yêu với Chúa, đều gặp được Chúa tùy theo mức độ yêu mến của họ. Điều này thân thiện đưa chúng ta tới kết luận đơn giản lắm, đơn giản lắm. Thân thiện đạo, tin đạo, sống đạo không phải đi nhận thức để đi học kinh, không phải tin này tin kia mà làm việc này việc khác, nhưng hơn tất cả những chuyện đó đi đạo là yêu mến Chúa Giêsu, chỉ có thế mà thôi. Yêu mến Chúa Giêsu, bất cứ lúc nào chúng ta yêu mến Chúa Giêsu, ta sống đạo của chúng ta. Tất nhiên đi lễ rất tế để làm gì? Để yêu mến Chúa Giêsu. Mà tôi muốn hỏi thật rằng có phải là đây là những việc này có nói lên lòng yêu mến chúng ta lớn lên, giúp chúng ta yêu mến Chúa nhiều hơn không? Đây là nó chỉ là điều kiện thức về thế thì ngoài cái lúc đi lễ rất tế đọc kinh đó, trong cuộc sống chúng ta còn nhớ đến Chúa, bởi vì yêu mến ai thì nhớ đến người đó, mến nhiều thì nhớ ngày đến có khi cả trăm giấc mơ. Tôi muốn nói rằng là yêu mến đến Chúa là Chúa Giêsu ám ảnh con người chúng ta, đi đâu nhìn thế nào cũng chỉ thấy Chúa Giêsu mà thôi. Thì lúc đó luôn luôn chúng ta có Chúa, luôn luôn chúng ta gặp Chúa, luôn luôn chúng ta được hiện diện với Chúa. Chúa yêu chúng ta hết mình rồi, cho nên chỉ chờ chúng ta mở lòng ra, hướng về Chúa, khao khát Chúa, thì lập tức Chúa đã đặt. Tôi chỉ chờ mong có thế thôi. Tôi nhớ rằng trong những câu chuyện của Thánh Tin Mừng Luca, xin thầy kinh sư đến hỏi Chúa. Điều đó nào trọng nhất? Tôi trả lời yêu Chúa tất cả hết sức, từ trên mọi thứ nhất như chính mình. Khi ông ta nói là sợ thực hiện thì nói rất đúng. Yêu mến Chúa và xin Chúa yêu mến tất cả hết sức thì không bị thân nhập như chính mình, thì hơn mọi của lễ toàn thiêu và y lễ thanh chân tu bằng ký đó là thì hơn mọi cái lễ toàn thiêu và kỳ lễ. Lễ toàn thiêu là cái lễ cao cả nhất, tốt đẹp nhất trong cuộc sống, và mọi kỳ lễ, những việc thờ phượng chúng chính đáng nhất của nước trong cả cái chuyện đó. Nhưng mà ở đây Tin Mừng cho thấy là yêu mến Chúa hơn cả kỳ lễ này. Hay đúng hơn, kỳ lễ chỉ có giá trị khi có lòng yêu mến. Tôi muốn nói thẳng với anh xem rằng yêu mến Chúa hết là thế sức hơn cả việc đi lễ rước lễ đạo kinh. Anh chúng tôi làm nghe đó dựa vào tin mừng đó, yêu mến Chúa hết là thế sức hơn cả việc đi lễ rước lễ đạo kinh. Thế thì tại sao tôi đi lễ rước lễ đạo kinh? Tôi đi lễ rước lễ đạo kinh để tôi nói lên cái lòng yêu mến của tôi đối với Chúa, nhưng mà việc đi lễ rước lễ đạo kinh không nói hết được, không nói được tất cả lòng tôi dành cho Chúa. Tên nhân thức câu chuyện này hôm nay của bà Maria Magdalena tên chèm. Tôi đề nghị anh chèm đi vào cái điều chính yếu nhất của chúng ta đi. Đừng có làm vòng, làm việc này thế nhưng mình chắc không phải đâu. Tình yêu mến. Tình yêu mến. Có thế thôi, không có gì khác nữa. Lòng yêu mến đối với Chúa Giêsu. Được yêu chúng ta hết lòng hết sức rồi. Không biết là hơn được nữa. Chỉ có lòng yêu mến thôi. Đi đâu là cũng yêu mến Chúa, đi đâu cũng nhớ Chúa,
ai thì nhớ đến người đó, nó luôn cũng nhớ, làm việc gì cũng nhớ, ngày cũng nhớ Chúa, và đêm cũng nhớ Chúa. Nhưng anh có làm như vậy thì cứ luôn Chúa đã làm để kết thúc thân thiện. Cái tên trường ngoài năm là cái năm tôi đi xung đột với một cha nhà nhà tôi cái này qua đời kịp rồi đó. Chúng tôi xong thì ngày kể cái chuyện của khách nữ tên Sa Benita Kinh Giá, tên của khách nữ tên thật là Einstein. Einstein là một người gốc Do Thái ở Đức Quốc gia đã được tôn trọng lại các đặc biệt của lý tục. Tôi biết nói cho nó có giải quân rồi tu dòng kính cái cổng thì lúc khi nghe lên mà thân trưởng rồi Do Thái nó đến nhà rồng nói rõ tên lừa đảo và đưa tập trung và Christian chết trong đại tập trung và được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phô Lô đề nghị phong thánh với tức hiệu là Teresa Benedicta Thánh Đại. Thế thì cha trẻ tội của tôi nói tôi là Einstein đó, tôi nói một câu là ở quý đời chúng ta sẽ phải hối hận vì đã yêu đến Chúa Giêsu đi qua. Tôi đồng ý cho nó, cái điều này đề nghị với tôi trực tiếp rồi. Tôi làm cái điều tổng cho tập 30 lần là Chúa Giêsu còn yêu mến Chúa. Tôi nghĩ nó hay. Mà về nhà tôi nghĩ lại chuyện đó. Biết anh chân thấy không mà tôi đâu thấy. Mình nói là vẫn yêu mến Chúa thì nhiều khi cũng có lúc được mà có lúc không được. Có phải không? Có lúc mình cũng đâu Chúa, sẵn sàng yêu mến Chúa. Đó. Vì thế tôi sửa lại cái lời nói như thế này và những cái đề nghị như thế này. Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho con yêu mến Chúa như Chúa yêu con. Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho con yêu Chúa như Chúa yêu con. Chúng ta cần chỉ có một điều duy nhất trên đời này thôi là yêu Chúa Giêsu. Mà mình thấy mình yêu Chúa được, mình muốn yêu mình yêu Chúa được, thì sẽ cầu xin Chúa ngày đêm và lúc nào cũng vậy. Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho con yêu Chúa như Chúa yêu con.